Chào thầy cô, thưa anh chị, các bạn đồng nghiệp. Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn đến ban tổ chức đã tạo điều kiện cho tôi có mặt ngày hôm nay để trình bày với quý vị đồng nghiệp ca lâm sàng điều trị hen nặng thành công với triple therapy. Như quý vị đã biết thì hen là một cái bệnh lý thường gặp trong cộng đồng và cái tỷ lệ mắc bệnh nó từ 6 đến 8% ở người trưởng thành và 10 đến 12% ở trẻ em. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới thì đến năm 2025 thì có ước tính khoảng hơn 400 triệu người mắc bệnh hen, và mặc dù hiện tại chúng ta đã có rất là nhiều công cụ chẩn đoán điều trị cũng như là thuốc cũng như dụng cụ hít và những cái chương trình quản lý hen, nhưng mà những bệnh nhân hen vẫn ở trạng thái kiểm soát một phần, không kiểm soát, và đặc biệt là cũng còn từ 5 đến 10% bệnh nhân hen có thể là gọi là hen khó trị hay gọi là còn gọi là hen kháng trị, hen trơ. Thì cái ca lâm sàng của chúng tôi hôm nay là bệnh nhân nữ tuổi trung niên đã được chẩn đoán hen dựa vào những cái tiêu chuẩn về tiền sử, bệnh sử, đặc điểm cận lâm sàng vân vân đầy đủ để chẩn đoán một cái ca hen điển hình, và kết quả và những cái tiếp cận điều trị cơ bản của bệnh nhân là đã được ứng dụng. Nói chung là như điều trị như một ca lai hướng dẫn hiện đại nhất, nhưng mà hen vẫn còn khó kiểm soát. Bởi vì sao? Bởi vì bệnh nhân này đã được ứng dụng tất cả những điều trị cơ bản, đặc biệt là cái phác đồ phối hợp điều trị chuẩn ACS-LABA liều cao, corticoid đường toàn thân, kháng sinh khi cần, và đặc biệt là cái ACS-LABA liều cao này có áp dụng liệu pháp SMAC, nhưng mà bệnh nhân vẫn còn ở trạng thái là hen khó kiểm soát. Thì chúng ta mô tả cái diễn tiến trong 5 năm gần nhất thì các bạn thấy rằng mặc dù đã được điều trị với phác đồ chuẩn nhưng bệnh nhân vẫn còn từ tháng 7 năm 2013 đến tháng 6 năm 2018. Thì trong năm này chúng tôi chia làm 3 giai đoạn, 36 tháng từ tháng 7 năm 2013 đến tháng 6 năm 2016 thì bệnh nhân có 3 lần nhập viện vì cơn hen nặng, có điều trị corticoid đường toàn thân và kháng sinh. Và 12 tháng từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017 thì bệnh nhân có 6 lần nhập viện vì cơn hen cấp, đặc biệt là có 3 lần nhập viện vì cơn hen nặng, 1 lần nhập ICU. Và từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018 bệnh nhân có 2 lần nhập viện vì cơn hen nặng, có dùng kháng sinh đường toàn thân, kháng sinh và corticoid đường toàn thân. Đặc biệt trong cái thời điểm này chúng tôi cần nhấn mạnh là từ tháng 6 năm 2017 là bệnh nhân được kết hợp tiotropium trong điều trị nền. Trên cái ca lâm sàng này em muốn nhấn mạnh là cái vai trò của tiotropium khi kết hợp trong điều trị nền sẽ đem đến một cái hiệu quả. Thứ nhất là hiệu quả về về mặt lâm sàng, có nghĩa là bệnh nhân cải thiện được chức năng phổi, cải thiện triệu chứng lâm sàng, và đặc biệt về chi phí y tế trực tiếp. Thì trong 12 tháng trước khi kết hợp tiotropium trong điều trị thì bệnh nhân có 6 lần nhập viện vì cơn hen nặng, trong đó 3 lần nhập viện ICU và 1 lần đặt khí quản thở máy. Tổng chi phí điều trị cho cái đợt nhập viện cho cái một năm điều trị này là khoảng 250 triệu đồng. Và từ khi kết hợp LAMA trong điều trị thì cái số lần nhập viện của bệnh nhân giảm xuống và chi phí điều trị nó cũng thấp hơn hẳn, thấp hơn 3 lần. Và đặc biệt cái phân tích dựa vào cái sự tăng lên của chi phí điều trị nội trú khi bệnh nhân kết hợp tiotropium, sự giảm xuống của chi phí điều trị nội trú khi bệnh nhân kết hợp tiotropium trong điều trị, chi phí nội trú bệnh nhân khả năng chưa kết hợp trong vòng 1 năm mình theo dõi bệnh nhân thì nó giảm xuống 5 lần, còn chi phí ngoại trú tăng lên 1,5 lần. Và đặc biệt cái số lượng chi phí mà tăng lên 1,3 lần chỉ bằng 1/20 của cái chi phí giảm xuống do điều trị nội trú. Kết quả điều trị cái ca lâm sàng này, chúng ta thấy việc kết hợp tiotropium nó đem lại cái hiệu quả về lâm sàng, về chức năng hô hấp và về chất lượng cuộc sống, đặc biệt là cái chi phí y tế trực tiếp nó giảm xuống đáng kể. Chi phí y tế gián tiếp thì chúng ta không có đo lường được, nhưng mà đó là giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.
sao em nhấn mạnh ca lâm sàng này như thế? Bởi vì theo cái guideline mới nhất của ATS năm 2018, thì trong một cái báo cáo của tác giả Philippines, họ kết luận rằng ở tuổi trung niên ở nữ, cái hen nó có đặc điểm khác với nam ở tuổi trung niên và những cái lứa tuổi khác ở nữ giới. Đó là vì sao? Bởi vì bệnh hen đó nó đặc điểm suy giảm những cái hormone sinh dục, rồi những cái đặc điểm như là tỷ lệ bạch cầu trong đàm ở những cái bệnh nhân hen tuổi trung niên ở nữ thì tỷ lệ nó cho cao hơn eosinophil, và đặc biệt là độ tuổi này thì bệnh nhân hay có trường hợp béo phì, và đặc biệt là hiện tượng đề kháng với corticoid cũng hay xảy ra. Và trong những cái báo cáo của trong các cái hội nghị thường gần đây chúng ta biết, thì điều trị hen người ta quan niệm là tiếp cận theo kiểu hình nó sẽ rất là hiệu quả. Tiotropium nó sẽ cải thiện SOV1 trong 3 giờ đầu là 154ml trong 24 tuần theo dõi, và dựa vào sự đánh giá cải thiện chức năng phổi, cái lưu lượng đỉnh duy trì ổn định trong suốt 48 tuần theo dõi ở bệnh nhân được kết hợp thêm tiotropium trong điều trị, đặc biệt ở những cái bệnh nhân có nguy cơ diễn biến xấu đi, thì khi kết hợp với tiotropium dẫn đến đợt kịch phát hen nặng đầu tiên, nó sẽ quyết định đến cái thành công của
điều trị, bởi vì khi bệnh nhân có xuất hiện đợt khác nặng thì cái chất lượng cuộc sống giảm, chức năng phổi giảm và tăng cái chi phí điều trị cho bệnh nhân. Thì khi chúng ta kết hợp với tiotropium trong điều trị thì bệnh nhân giảm được 21% nguy cơ dẫn đến đợt kịch phát nặng. Nếu chúng ta chỉ tính trên lợi ích thời gian thì cái thời gian dẫn đến đợt kịch phát hen nặng đầu tiên ở những bệnh nhân có kết hợp tiotropium trong điều trị tăng lên 56 ngày so với nhóm placebo, và cái NNT trong cái trường hợp này là 15, có nghĩa là với 15 bệnh nhân được điều trị theo cái hướng này thì chúng ta có một bệnh nhân được hưởng cái lợi ích thế. Đặc biệt về cái triệu chứng lâm sàng đánh giá bằng thang điểm ICQ 7 thì trong cái điều trị kết hợp với tiotropium bệnh nhân sẽ được cải thiện khoảng 68% triệu chứng. Và đánh giá cái mức độ an toàn khi sử dụng thuốc kết hợp tiotropium vào ACSLA3 thì chúng ta thấy rằng cái nghiên cứu phân tích từ nghiên cứu RCT, tất cả những cái bệnh nhân được kết hợp tiotropium so sánh với cái nhóm đối chứng thì những cái tác dụng ngoại ý tăng lên không đáng kể, đặc biệt là tỷ lệ tử vong cũng không có tăng, cũng không có khác biệt. Và như là một cái sự kết hợp điều trị khá là hoàn hảo, thì lợi ích về ngoài lợi ích về lâm sàng, về chức năng hô hấp, về chúng ta còn đạt được một cái lợi ích về y tế, về kinh tế y tế. Đó là khi chúng ta kết hợp với tiotropium trong điều trị, chi phí mà mình phải trả cho cái bệnh nhân là giảm hơn so với bệnh nhân điều trị placebo. Tại vì sao? Bởi vì cái, những cái đợt nặng mà xuất hiện khi bệnh nhân kết hợp tiotropium giảm hơn, và đặc biệt là những bệnh nhân hen thì thấy đa phần là có kiểm soát là không được kiểm soát, nên đa phần chi phí điều trị tăng lên nhiều, không được kiểm soát được. Quay lại cái ca lâm sàng lúc nãy thì chúng ta thấy như là cái ca lâm sàng của chúng ta thì cái nghiên cứu này nó cũng phù hợp. Chi phí tăng chủ yếu là do hen không kiểm soát ở trong suốt cái vòng đời của bệnh nhân bị hen phế quản, và chi phí trong đợt cấp á, thì bệnh nhân ở cái trong đợt cấp có nhóm dùng tiotropium chi phí nó thấp hơn, tại vì bệnh nhân vào đợt cấp ít hơn, và ở chi phí ngoài đợt cấp thì chủ yếu cao hơn một ít, đó là tăng 1.3 lần như trong cái ca lâm sàng của chúng ta, chủ yếu là do giá thành của tiotropium cao hơn một chút xíu. Như vậy chúng ta thấy rằng hen khó trị thực sự nó chiếm tỷ lệ không cao trong những bệnh nhân hen, nhưng mà nó để đạt được kiểm soát thì nó rất là khó khăn. Trong những cái biện pháp hiện tại chúng ta có thì cái phương pháp mà chúng ta ứng dụng dễ dàng nhất và có thể ứng dụng trong lâm sàng dễ dàng nhất và đem lại hiệu quả cao nhất cho bệnh nhân là kết hợp với LAMA trong điều trị nền chuẩn là ICS-LA3, mà khi mà dùng liều cao thì bệnh nhân vẫn còn triệu chứng. Thì đây là một cái biện pháp mà chúng ta thấy hiện tại có thể là nó an toàn, khả thi và kinh tế cho bệnh nhân ở Việt Nam. Thì cũng khuyến cáo cho các bạn biết là từ ngày 15 tháng 9 năm 2015 thì Bộ Y tế đã chấp nhận ICS-LA3 liều cao mà bệnh nhân không đạt được kiểm soát thì chúng ta có quyền thêm vào LAMA trong điều trị cho bệnh nhân hen khó trị và được bảo hiểm y tế chi trả cho bệnh nhân. Cho nên vấn đề là cái phần quản lý, chúng ta có thể kiến nghị với cơ sở làm việc của mình để làm sao có LAMA để điều trị kết hợp khi mà bệnh nhân hen kháng trị, thì quả là một kết quả tuyệt vời cho bệnh nhân hen phế quản. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin lỗi vì phần trình bày hơi quá giờ. Vâng, rất cảm ơn bác sĩ.